Ồ, chơi làm gì chơi? Tôi Uống cái gì? Oh Con uống gì á? Uống cà phê. yeah. Ủa, Đi xì chơi hả? Nè, nè, chơi nè, coi chơi với khỉ nè. Chơi và khỉ đôi bạn thân rất thân. Trời ơi, nó y như nhậu vậy. Vô, khỉ, vô. Vô, khỉ. Rồi đó, hai tên tối nói chung là hai đứa không có chuyện gì làm. Rủ nhau đi yêu nhậu. Hả? Có kiền sao? Chày và khỉ đôi bạn thân quá thân. Uống đi Khỉ. Rảnh làm gì? À, dữ chưa? Vô, cho mẹ miếng không? Cho mẹ chiếc ngay. Ủa? Sao vậy? Lý do tại sao con không cho mẹ? Con nói cho mẹ biết lý do đi. Ủa trời. Như thiệt. Đúng là dữ thiệt. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh này chạy hả? Uống đi con. Sao buồn vậy? Trời đất ơi, rồi là biết chứ. Bây giờ con mẹ nằm, bây giờ con có tâm sự buồn phải không? Con mới ngồi con uống rượu phải không? Chị đang uống gì cho nó mẹ nghe coi. Uống cà phê. Trời ơi, con tao uống cà phê mẹ mới đó nên tao đi, con tao uống bia uống rượu mẹ mệt quá. Nó bậy không? Cho mẹ uống miếng được không? Ôi, trời ơi, trời ơi quyết liệt vậy. Sao vậy? Sao chị không cho mẹ uống? Chị nè, để cho cô chú uống nha. Cho chú không? Sao vậy? Sao không cho cô chú uống? Lạ cái đời không? Rồi cho một mình khỉ uống thôi, hai đứa bắt ghế ngồi nhau như hai người bạn. Hung khỉ miếng coi. Hết rồi hả? Rồi hung khỉ miếng coi. Hung khỉ miếng, hung ăn miệng khỉ miếng. Trời ơi. Uống ừ. Khỉ thì nó ép uống, khỉ không uống được. Mà nó ép uống còn tôi thèm uống nó không cho. Đổ rồi hả? Rồi, uống đi Khỉ. Vô, hai chị em vô đi. Vô. Như giỡn vậy đó ừ. Một hai vô. Một hai vô. Vô với cô chú nè. Một hai ba vô. Quá đã luôn. Giấc mơ như chén chua cay này. Hả? Trời 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 bên tay luôn hả? Bên tay luôn dữ vậy ta. Kêu kìa. Uống kêu kêu. Cho mẹ miếng. Không. Trời, mẹ khóc nè. Mẹ khóc nè. Cho mẹ miếng. Sao vậy? Mẹ làm gì mà chơi không cho mẹ? Trời ơi, giỏi quá. Uống Uống nè, đây cho mày miếng, cho mày miếng. Trời ơi, mày cảm ơn chay nha. Wow, cà phê chay pha ngon quá. Uống nữa hả? Ngon quá. Uống cà phê. Ừ, uống cà phê. Uống cà, ê, nó nghe nè. Gọi điện thoại rủ ông cố đi uống cà phê không? Mà rủ ông cố kêu ông cố. Đi vô lấy điện thoại lẹ lên. Ok, lẹ lên, lẹ lên. Vô lấy điện thoại gọi lẹ lên. Gọi ông cố. Này đem điện thoại ra. Em... Bye bye daddy. Ừ. Rồi đem điện thoại ra rủ rủ cố uống cà phê. Lẹ lên. Hả? À khỉ hello, ừ khỉ hello. À, kêu, con kêu khỉ kêu rủ con hả? Không, con alo con cố hả?
Cô rảnh không? Uống cà phê. Không nè. Ừ? Không. Không nè. Tôi sợ bà quá bà ơi. Dạ, dạ, còn hơn trái trà nữa. Chơi. Chơi năm nay mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Gì 5 tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi. Đúng rồi. Chơi tuổi con gì? 5. 3. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 3 tuổi. Đúng rồi. Mà chơi tuổi con gì? Không. Chơi tuổi. Gà. Không, chơi tuổi con gà. Con gà. Cái có con. Đúng rồi. Con gà nè. Con heo kêu sao? Hả? Con heo kêu sao? Rồi con ngựa nó hí sao? Con ngựa hí sao? Đúng rồi. Rồi con chó sói nó kêu sao? Quậy. Chó sói. À. À sao? Bảy. Con chó sói ảo. Đúng rồi. Còn con chó nó sủa làm sao? Rồi con mèo nó kêu làm sao? Mèo mèo. Giỏi quá. Mèo rồi. Hả? Hết mèo. Hết mèo rồi hả? Mèo. Mà chơi tuổi con gì? Hết chết rồi. Chơi tuổi con gà. Chơi nó đi. Trời trời trời. Nó ngồi nó ngồi nó gác chân lên. Để coi được đợt chịu đời nổi với nó không. Có ai chịu đời với nổi cái tướng tướng tướng. Trời ơi, con chịu đời nổi không? À, cái lưng chứ cần lấy cái bàn sát vô. Sát rồi, gác chân lên giống mẹ nè, gác chân lên giống mẹ nè. Chịu đời. Chịu đời không thấu với nó luôn. Gãy rồi nè, gãy rồi. Không, không được rồi, không gãy đâu. Đèn này sáng chứ không có gãy. Rồi, gác chân lên giống mẹ coi. Như con trai, cô nhớ bà Phương gác chân sao không? Nhớ bà Phương gác không? Đó, uống cà phê coi được không? Được đời không? Cái gì? Chà, cái bữa cà phê này đàm đạo đầu dữ à. Trời ơi. Quá luôn. Chay khoanh tay lại đây, khoanh tay lại đây. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại. Giỏi. Ngồi gác chân lên coi, ngồi gác chân lên coi. À, ngồi sát vô con khỉ. Ừ, ngồi sát vô khỉ. Ơ trời 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 ngã kì. Trời ơi. Chay khó khăn, chay cũng bị xỉu mà chà khỉ cũng bị xỉu luôn. À, hai chị em muốn ngồi gần nhau cho tình cảm á mà. Cho tình cảm chặt chào và đông đầy vậy mà. Khổ quá. Muốn ngồi gần mà khổ quá. Khỉ ngồi cái bên bự mà không biết giúp em vậy. Trời ơi, nắm tay nữa, trời coi có được rồi. Trời ơi, có chịu nổi không? Không chịu nổi rồi. Rồi lấy điện thoại ra đây rồi, rồi gọi đi. À, nhậu đi. Trời ơi, hai chị em ngồi kế nhau kia ôm nhau trong. Ôi té rồi à. Té rồi. Ngồi ngồi ngồi. Để mày dựng lên cho, để mày dựng lên cho. Khỉ này bự lắm, con dựng không nổi đâu. Rồi. Rồi, hai chị em ngồi đi. Đó. Rồi phát tay vô ôm tay em. Trời, ôm tay nữa. Nhà ngã vô vai, ngã vô vai em. Sao móng tay nhìn muốn bính thiệt đó. Nhìn muốn bính không? Mặc bộ đồ bà quăng cho nhà người nhìn muốn bính không? Trời ơi, cái chân này trục. Chịu không nổi. Trời ơi, để mày lấy cái điện thoại mày chụp lại tấm hình này. Trời ơi, ngồi im đó nha, con ngồi im đó nghe, mày lấy điện thoại mày chụp tấm hình này mày. Để mày gửi nha. Mày gửi đi cho Út nha. Mày lên, nó gửi điện thoại ra mà. Rồi.
Rồi rồi con nội rồi. Rồi con ngồi con gác chân lên cho mẹ coi coi. Gác chân lên. Điện thoại. Ủa điện thoại đó của ba hả? Sao biết hay vậy? Đúng rồi điện thoại của ba hay quá trời, nó nhìn nó biết cái nào của mẹ của ba luôn. Rồi bây giờ con ngồi gác chân cho mẹ coi coi. À áo của mẹ thả tim đó, áo mẹ thả tim. Đừng có ngậm chai nó vô. Ngồi lên gác chân cho mẹ coi coi. Ngồi lên gác chân lên, gác chân lên. Gác chân lên. Gác chân lên sao? Đây nè, đây nè. Rồi, gác lên này, gác chân lên này. Không gác chân nữa. Không gác chân nữa hả? Gác chân. Coi, có được ra không? Thôi, mà chúng mẹ cũng chụp được 2 tấm rồi. Rồi, cô chú coi. Cô chú coi tấm hình nè, coi được không? Đó, chụp được tấm hình gác chân rồi nè cô chú nè. Trời ơi, nhậu nữa. Rồi, nhậu đi, mày vô mày trả lại điện thoại cho ba. Nè, rồi ngồi ngồi nhậu với cô chú nha. Giờ mai những chén chua ngày này đều đến nhau. Cho mẹ cho ấy nó nghe này, cho mẹ vô cùng mình chứ, cho mẹ vô chứ. Cho mẹ vô chứ. Cho phần 1 2 3 cheese. Vô trời ơi đuổi ha. Ừ đuổi nha. Thôi đuổi thì đi thôi. Thôi thôi chay. Hả? Hả? Ủa con ngồi mẹ hả? Hồi nãy con mới đuổi mày đi mà sao giờ con ngồi mẹ? Ngồi đâu? Ngồi đâu? Ngồi đâu? À lên ghế ngồi hả? Ngồi đâu? À ngọn ghế, à ngọn ghế, à. Không có cho mày ngồi dưới đất, bắt mày ngồi ghế, đúng rồi. Mày cảm ơn chay. Ừ mày ngồi đây, tới đây, đây mày ngồi đây, rồi. Hả? Ờ ngồi xích vô, ngồi xích vô, ừ rồi. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Xin lỗi. Xin lỗi, à xin lỗi, đúng rồi. Con nói chuyện ai à? Giỏi. Đúng rồi. Giỏi. Đúng rồi, giỏi quá trời được ơi, đẻ đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo. Coi chừng em khỉ xỉu kìa. Rồi, xỉn rồi. Nè. Cô nói đi, khỉ xỉn rồi. Con xỉn. Cô nói khỉ xỉn rồi. Ngồi đây nè, khỉ. Ngồi đây nè. Khỉ ơi, lên ngồi dưới chay kìa. Ngồi đây. Khỉ xỉn rồi. Bọng khỉ không nổi chứ mày. Khỉ ơi. Khỉ ơi. Trời ơi. Khỉ này bởi vậy cái tủ lượng yếu quá, mày đặt đi nhậu chi không biết nữa. Rồi đổ bia đổ rượu rồi. Rồi xong rớt nữa. Hả? Bực quá. Bực quá rồi. Ừ nó nghe là bọng khỉ vô ngủ. Cho khỉ vô ngủ đi chứ là xỉn quá à, mệt quá. Ủa dục luôn hả? Dục khỉ. Ừ. Dục. Thôi chạy ngồi đó với mẹ đây ha, cho mày ngồi với ha. Cho mày ngồi không? Ừ, mày ngồi đây. Thôi để mày ngồi đây, để mày ngồi đây. Đó, ngồi đây mày cảm ơn chay. Rồi. Xin cảm ơn cô chú đã xem cái gì. Nè 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 nè. Ai lẫn chai rượu. Thôi nhậu như đó cũng đủ xỉn rồi, mười mấy phút rồi. Xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip chay nhậu ngày hôm nay bí tỉ với ừ tới rồi để mày lụm bí tỉ với khỉ. Bây giờ khỉ nó xỉn nó ngủ rồi. Ừ thanh kiều chay vô uống ừ. Thì giờ khỉ nó xỉn rồi, bây giờ tới chay, chay làm cho mẹ xỉn luôn. Thì xin cảm ơn cô chú đã xem video clip hôm nay. Thì cái video ngày hôm nay là Ngọc Thủy là cô chú cũng xỉn gì chay luôn rồi đó. Đúng không cô chú? Cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Chay Sky thôi à. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả cô chú vào video clip ngày mai. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Vô. Vô một cái bye bye. Vô. Bye bye. Vô một cái bye bye.
Vô. Rồi. À.